tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin của chuyên mục Thành phố chuyển động. Anh Dũng này, anh có đồng ý là khi nhắc đến một số những cái tố chất của người dân Việt Nam ta đó, thì mình hay nhắc đầu tiên là cái sự siêng năng, nỗ lực mà ý chí rất là bền vững và không ngừng tiến lên. Hà Trinh nghĩ điều đó cũng đúng thôi, bởi vì xuất phát điểm của chúng ta thì không được nhiều điều kiện như những đất nước khác. Thế nên nếu như mà không có những tố chất này thì chắc chắn là cầm thất bại trong tay rồi đó. Thực ra đối với những người mà lành lặn như chúng ta thì điều này đó điều rất đáng quý. Nhưng mà với những người khuyết tật thì rõ ràng là chúng ta phải thể hiện sự ngưỡng mộ. Ngày hôm nay chúng ta xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với anh Lê Phụng Hào, đó là trưởng ban tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, để nói về chương trình. Nhưng đầu tiên xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những gương mặt nổi bật của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Với thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực, Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Tôn Hoa Sen và Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện đã chính thức được phát động vào ngày 24 tháng 11 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Chương trình mang lại cho giới trẻ câu chuyện có thật về những tấm gương giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh để trở thành những cá nhân điển hình có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng, đồng thời mang tiếng nói, câu chuyện của những tấm gương này đến với giới trẻ, thúc đẩy giới trẻ phấn đấu vươn lên. Xin cảm ơn doanh nhân Phụng Hào đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Hà Trinh, Hồ Trung Dũng và quý vị khán giả. Đầu tiên thì chắc cho Hà Trinh, Hồ Trung Dũng cũng như quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến anh Hào cũng như là những người đã kỳ công thực hiện lên chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Vì đây là một chương trình rất hấp dẫn, được đầu tư nhiều và đã vinh danh được rất nhiều những gương mặt mà chúng tôi rất ngưỡng mộ. Và anh có thể kể lại về hành trình của cuộc thi cũng như là hành trình của chương trình này được không? Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt thì được chính thức khởi động từ tháng 11 năm 2013 và cho đến nay thì cũng đã đi vào cái giai đoạn là cái chặng cuối của cái hành trình. Cụ thể là chúng tôi đã có 6 cái chương trình phát động, 6 cái buổi phát động ở tại 6 tỉnh thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Nghệ An và Khánh Hòa. Chúng tôi cũng đã tổ chức một cái hội thảo về kỹ năng sống và đặc biệt là đã có phát động 4 cuộc thi, trong đó có cuộc thi về gương nghị lực phi thường ở trên báo Thanh Niên, cuộc thi làm MV cho cái bài hát Sống như những đóa hoa là cái bài hát chủ lực của chương trình, rồi viết lời hay cho bài hát cũng như là làm cái phóng sự 5 phút về các tấm gương nghị lực. Thì có thể nói rằng thông qua cái chương trình này thì các bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Ví dụ như là cuộc thi viết về gương nghị lực phi thường ở trên báo Thanh Niên thì đã có 2.000 bài viết ở khắp mọi miền đất nước, và rất là nhiều chiến sĩ ở các vùng xa xôi cũng đã tham gia cuộc thi này. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ có 2 cái gala tại Thành phố Hồ Chí Minh là vào ngày 21 tháng 5 và tại Hà Nội ngày 24 tháng 5. Đây là cái gala của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Và cũng gala này cũng là sẽ có cái sự tham dự rất là đông của các cái bạn trẻ ở hai thành phố lớn. Rõ ràng chúng ta thấy là chương trình đã tốn rất nhiều những công sức, những sự đầu tư của toàn ekip. Vậy thì cái động lực ban đầu cũng như mục tiêu của chương trình mình đặt ra là gì anh hả? Phải nói Việt Nam là một đất nước mà vừa kết thúc chiến tranh, cũng đang cái giai đoạn là xây dựng phát triển, và người dân Việt Nam thì phải vượt qua rất là nhiều nghịch cảnh để mà vươn lên. Kể cả rất là nhiều người tàn tật, rất là nhiều người khuyết tật và rất là nhiều những cái người mà gặp những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, nhưng mà phải luôn luôn vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống. Ban tổ chức chương trình mong muốn là có sự lan tỏa của 3 cái giá trị sống mà chúng tôi thấy rất là quan trọng đối với mỗi con người Việt Nam, đó là sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực. Và 3 cái giá trị sống này sẽ giúp các cái bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, là luôn luôn soi lại, nhìn lại mình và luôn luôn nỗ lực để mà có thể là vươn lên trong cuộc sống.
Dạ thưa anh Hào, lúc nãy thì anh có nhắc đến là một cái dịp lễ rất là quan trọng, đó là vào tháng 5 năm 2014 này thì sẽ có một cái gala kỷ niệm cũng như là dịp để tôn vinh những gương mặt đã cùng hợp tác với chương trình trong thời gian vừa qua và những gương mặt đã đạt giải trong các cuộc thi. Và nếu như nói về những gương mặt đã làm anh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và xúc động thì có thể kể đến những gương mặt nào ạ? Có thể nói rằng thông qua hai cái bài thi, giám khảo cũng đã chọn ra được 20 cái tấm gương nghị lực. Có những cái những anh các bạn trẻ không có tay nhưng mà đã nỗ lực đi học để mà vào được đại học ngành công nghệ thông tin, hay là có những cái bạn ở cái vùng dân tộc, người dân tộc khi sinh ra thì dị dạng và người dân làng người ta đã muốn chôn sống, thế nhưng mà có một cái người ở trong làng là thương quá mới là đem đi chỗ khác để mà nuôi. Và sau này nuôi lớn lên thì bạn đó cũng đã nỗ lực để vào được đại học. Rồi rất là nhiều người, rất là nhiều tấm gương ở mỗi cái vùng miền khác nhau của đất nước cũng khá là nhiều. Rồi một số người khuyết tật thì viết về người khuyết tật, viết về người khuyết tật, tức là họ cũng là người khuyết tật nhưng mà họ ngưỡng mộ người khuyết tật khác họ viết. Rồi cha mẹ viết về con, thì chúng tôi thấy rằng rất là đặc biệt. Thì 20 nhân vật này sẽ là những 20 cái trường hợp mà phát hiện qua cái cuộc thi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn rất là nhiều cái tấm gương nghị lực Việt Nam khác. Mà cái này là sẽ có nhiều cái câu chuyện để mà tiếp nối, để mà tôn vinh, để phát hiện và tôn vinh những cái tấm gương nghị lực trong thời gian tới. Theo Dũng được biết thì đêm tổng kết là một đêm rất là kỳ công, được chuẩn bị rất là công phu với sự dàn dựng hỗ trợ của hai đạo diễn, đó là Nguyễn Việt Tố và Phạm Hoài Nam. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ trước, bật mí trước một số điều hấp dẫn nhất về chương trình, cũng như là anh đóng vai trò gì, trách nhiệm phần nào trong chương trình này ạ? Tôi là trưởng ban tổ chức, điều phối về các hoạt động của chương trình từ cái giai đoạn mà phát động cho đến tổ chức hai gala. Tổ chức hai gala thì phải có những cái người mà làm chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn rằng đây là một cái sự kiện để tôn vinh những cái tấm gương nghị lực Việt Nam, thì chúng ta phải tổ chức một cái chương trình nó rất sức là nó có ý nghĩa, đặc biệt là thứ nhất là về mặt nội dung, về mặt nội dung là nó phải đạt cái chất lượng rất là cao, và thứ hai là về mặt đây là phải cũng đồng thời là một cái chương trình trình diễn nghệ thuật để mà có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của các bạn trẻ. Thì như vậy thì vừa có thể thu hút được các bạn đến tham dự chương trình, rồi sau khi tham dự chương trình trong các bạn sẽ có những cái thay đổi trong cái suy nghĩ của mình về cái thái độ sống, và đặc biệt là chương trình này nó phải đáp ứng được cái yêu cầu là một chương trình truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người trên mọi miền đất nước. Hy vọng là đây sẽ là một điểm nhấn trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt và giúp lan tỏa được những thông điệp sống tươi đẹp cho tất cả những người theo dõi chương trình. Chúng tôi được biết là chương trình của mình cũng thường xuyên tổ chức những hội thảo chuyên về kỹ năng sống với sự tham gia của các diễn giả, các chuyên viên về tâm lý. Tức là các bạn ở trường thì các bạn học nhiều kiến thức nhưng mà lại rất thiếu kỹ năng. Do đó khi mà ra ngoài cuộc sống thì các bạn gặp khó khăn rất là nhiều. Thì mà kỹ năng sống thì nó được hình thành thông qua gia đình, xã hội, rồi trường học và tự bản thân của mỗi người là phải luôn luôn tự rèn luyện mình. Chính vì vậy chúng tôi muốn cái tổ chức hội thảo kỹ năng sống này, chúng tôi muốn nhìn cái kỹ năng sống với nhiều góc cạnh hơn. Là nhà trường, trên giác độ nhà trường thì về như vậy, về cái chương trình anh đào tạo ở phổ bậc phổ thông thì anh chú ý đến kỹ năng sống như thế nào. Rồi gia đình giáo dục kỹ năng sống cũng hình thành từ gia đình rất là lớn. Ví dụ như là có nhiều cái hoàn cảnh như người khuyết tật khác nhau, nhưng mà mỗi người cái mức độ tự tin và thành công họ trong cuộc sống nó khác nhau. Rồi cái quan trọng nhất là cái nội lực, cái bản thân của mỗi con người. Do đó mà cái hội thảo này thì nó giúp cho nhìn được cái vấn đề nó rộng hơn, và qua đó thì có những cái kiến nghị đối với lại các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là Bộ Giáo dục, ví dụ như là Đoàn Thanh niên, và kể cả các bậc phụ huynh tham dự thì đều rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm để mà qua đó thì mình làm sao xây dựng được cái kỹ năng sống cho cái thế hệ trẻ tương lai nó ngày càng tốt hơn. Lúc nãy anh có nhấn mạnh đến ba tính cách, đó là sống một cách trung thực, trách nhiệm và nghị lực. Vậy thì tại sao anh thấy rằng là ba cái tính này
là cực kỳ quan trọng. Và ngoài ra thì anh còn mong đợi gì ở thế hệ trẻ ở Việt Nam? À, thực sự thì cái trung thực đó là cái mà gọi là cái quan trọng đầu tiên đối với lại mỗi con người. Thì chính cái trung thực đó nó nói lên, nó là cái gốc rễ cho nhiều cái vấn đề khác. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta. À, và anh trung thực thì anh sẽ có trách nhiệm. Nếu mà anh sống trung thực và sống trách nhiệm rồi thì anh đó đã hình thành cái nghị lực của anh rồi. Cái nghị lực ở đây nó đi từng bước, nó làm từ những cái việc nhỏ chứ không phải là làm cái việc gì đó quá lớn lao. Mà chính là chúng ta trung thực và trách nhiệm trong cái cuộc sống hàng ngày, từ những việc nhỏ, thì cái điều đó là chúng ta đã có nghị lực rồi. Và vì vậy là chúng tôi muốn các bạn trẻ là hiểu về trung thực, trách nhiệm, nghị lực là những cái việc căn bản nhất mà các bạn phải có trong cái cuộc sống của mình. Đó cũng có thể gọi là cái tinh thần chính của chương trình này, không chỉ là giúp cho những người khuyết tật có thể nhận ra cuộc sống của mình còn rất là nhiều điều tươi đẹp, mà bên cạnh đó còn truyền tải cái thông điệp này đến những người còn đang khỏe mạnh may mắn trong cuộc sống này nữa. Thực tế thì chương trình này không phải chỉ dành riêng cho người khuyết tật, mà đó là một phần thôi. Còn những người bình thường, những người bình thường có thể là không khuyết tật về cơ thể, nhưng mà có thể bị khuyết tật về tâm hồn, thì cái điều đó cũng rất là nhiều đối tượng như vậy. Và đây là cái đối tượng là những cái đối tượng mà chúng tôi mong muốn mở rộng của cái chương trình, chứ không phải chỉ riêng cho đối với người khuyết tật. Và Trinh thấy điểm hay của chương trình mình đó chính là cái yếu tố bắt cầu. Bởi vì người ta vẫn thường nói là khi mà mình làm một cái việc tốt, ví dụ như mà Trinh đối xử tốt với Hồ Trung Dũng, Trinh cũng không mong là anh Hồ Trung Dũng sẽ đối xử tốt lại với mình. Nhưng mà nếu như anh Hồ Trung Dũng có thể dùng cái tình cảm đó để làm việc tốt với tất cả những người khác, thì đó là một tính chất bắt cầu. Và chương trình mình cũng vậy, anh có nghĩ là đang xây dựng một cái cây cầu nhân ái và tinh thần trung thực, trách nhiệm, chính nghĩa đến cho tất cả những người khác hay không? Tôi hoàn toàn đồng ý với Hà Trinh về cái vấn đề về việc này. Cái việc sống tốt, sống tử tế, thì cái điều đó nó không phải là, nó là một cái gì đó nó sẽ lan tỏa. Tức là chúng ta đối xử tốt với nhau. Có thể là tôi giúp anh có thể là anh không giúp lại tôi, nhưng mà anh sẽ giúp người khác. Cuộc sống chúng ta gặp những cái điều đó rất là nhiều. Và cái điều này có thể nói là, có thể là quy luật nhân quả. Chính vì vậy là nếu mà mình trung thực với người khác thì có thể là người khác cũng trung thực với mình.